vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi hé lộ cuộc đời vất vả. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, từ nay về già, hưởng lộc trời ban, phúc về, tiền về ngập nhà, phất lên giàu khỏe hết phần thiên hạ. Thưa quý vị, ai trong cuộc sống cũng mong mình tìm được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, tử vi học có nói, con người cần chờ đúng thời điểm thì mới phất lên được. Người tuổi Mậu Tuất, những năm tháng qua, con giáp này cũng trải qua nhiều vất vả, chông gai. Có thể thấy rằng, con giáp này được liệt kê vào danh sách những con giáp khổ trước, sướng sau, cả đời vất vả ngược xuôi, đến khi về già sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo dự ngôn mới nhất, khi xem tử vi cho con giáp này cho thấy, về già, Mậu Tuất sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Những người tuổi Mậu Tuất chưa biết mùi vị giàu có là gì, thì đây sẽ là thời điểm chín muồi để bạn cảm nhận. Bạn sẽ kiếm được tài sản cách xù dư giả cho đến vài năm sau nếu biết nắm bắt cơ hội. Quý vị thân mến, giàu có và hạnh phúc thì ai cũng mong muốn. Nhưng đâu phải cứ mong muốn là sẽ có được phải không quý anh chị? Khi xem tử vi chọn đời tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, con giáp này là người hoạt bát, sôi nổi, hiền lành và giỏi giang. Vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú, đủ màu sắc. Theo tử vi học, Mậu Tuất được Phật Bà Quan Âm độ mạng, Phật Phổ Hiền Bồ Tát ban trí, Phật hộ mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, A-di-đà Như Lai. Nên trong cuộc đời của con giáp này, dù có trải qua nhiều gian nan vất vả khi còn trẻ, nhưng khi về già sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, an nhàn. Trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về tử vi chọn đời của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Chúng ta cũng tìm hiểu chi tiết về tháng sinh phú quý và giờ sinh phát tài của bản mệnh để hiểu rõ hơn về vận mệnh cuộc đời của mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tử vi đi tìm hiểu nhé. Thưa quý vị, những người sinh năm 1958, tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc là người lương thiện trung thực, luôn tuân theo các quy chuẩn xã hội, không ham danh lợi. Họ ước mơ về một cuộc sống bình an, một gia đình hạnh phúc, mong ước có thể sống xa rời nhân thế, hưởng thái bình, lánh xa những thói xấu xa, tàn ác của người đời. Lá số tử vi tuổi Mậu Tuất trong lời tiên tri của giới tử vi học gồm có các phần như sau. Lá số tử vi tuổi Mậu Tuất trong lời tiên tri của giới tử vi học gồm có các phần. Phần 1. Tổng quan tính cách. Phẩm chất tạo nên một Mậu Tuất quyền lực ngút trời, khí chất ngạo nghễ nhưng chính nghĩa, giỏi hòa hiệp, đậm chất của một người bản lĩnh, gai góc nhưng đậm chất đời thường, độc tài nhưng lại tinh xảo, độ lượng, đứa con cưng của Phật Bà Quan Âm độ mạng, có tầm nhìn xa, trông rộng và đem phúc đức đến cho những người xung quanh. Nhưng nếu đã làm Mậu Tuất Phật ý thì hãy dè chừng đấy nhá. 2. Tuổi Mậu Tuất sinh ngày tháng nào thì nhiều may mắn vây quanh, tài lộc bùng nổ, công thành danh toại, tiền tiêu ba đời không hết. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi chọn đời tuổi Mậu Tuất 1958, năm sinh âm lịch. Mậu Tuất 1958, địa chi, Tiến Sơn Chi Cầu, tức chó vào núi, mệnh bình địa mộc, là cây ở đồng bằng, cung mệnh, nam 1958, nam cung cạn kim, thuộc tây tứ mệnh,
cung mệnh nữ 1958, nữ cung ly hỏa, thuộc đông tứ mệnh, màu tương hợp, đen, xanh, màu tương khắc, trắng. Hướng hợp nam 1958 là Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Hướng hợp nữ 1958, Đông, Đông Nam, Bắc và Nam. Con số hợp mệnh 9, 3, 4. Hai con số khắc mệnh 6, 7. Sinh năm Mậu Tuất 1958, chó lên núi, thuộc mệnh Mộc, trong ngũ hành. Họ thường thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết, và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung, là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt, nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Nữ giới tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc thường có tính cách khá mạnh mẽ, không thích hợp với vai trò nội tướng trong gia đình. Nếu được sao Tốt tương trợ, họ sẽ được hưởng phúc đức, tốt số và có thể sẽ được giàu sang. Nếu không được sao Tốt tương trợ, tuy họ có được danh tiếng tốt, nhưng thường không ổn định, nguyện vọng và kế hoạch đã định ra sẽ khó mà thực hiện được. Xét theo thiên can, tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, thiên can Mậu là thiên can đứng thứ 5 trong số 10 can trong thuyết ngũ hành. Can này tương ứng với thổ và đại diện cho màu vàng. Còn theo quy luật âm dương thì Mậu là dương, thiên can ám chỉ chu kỳ sinh trưởng của thực vật. Mậu đại diện cho giai đoạn cây cỏ bắt đầu phát triển tốt tươi. Còn đối với mùa vụ, Mậu là khoảng thời gian cuối cùng trước khi thu hoạch. Vì các thiên can, địa chi có tính chất tuần hoàn, nên xếp trước Mậu là Đinh và sau đó là Kỷ. Hình tượng, thiên can Mậu thuộc dương thổ, chỉ đất đai rộng lớn, dài rộng, thịnh vượng, lại chỉ đất ở những bãi đê bồi, đá, đất khô hoặc đất dày phì nhiêu, có khả năng phòng chống sự lan tràn của sông suối. Mậu, thổ, cũng là đất tường thành và bờ đê, tuy có thể ngăn thủy nhưng không nuôi được vạn vật. Mậu thổ giống như đất khô cằn hoặc đá, có thể dùng để chống lũ. Chữ nhâm trong thiên can giống như nước lũ, Mậu là đất khô khắc chế loại nước lũ này. Mậu thổ có nghĩa là coi trọng bề ngoài, giỏi giao thiệp, có năng lực xã giao, nhưng cũng dễ bị mất chính kiến mà thường chìm lẫn trong số đông. Bản chất tính cách người thiên can Mậu, dương thổ. Tính cách của người thiên can Mậu là hiền lành trung hậu, tình cảm chân thật nhưng thầm kín và rất thật thà. Nếu người này có một bạn đồng hành cùng nhau tương trợ và giúp đỡ, thì có thể cân bằng được tính đa cảm, đắn đo, do dự của Mậu thổ. Can Mậu là những người cá tính ổn trọng, trung thành và giữ chữ tín tốt. Họ rất coi trọng danh dự, mặt mũi, vì thế nên tính tự ái cao và hay cố chấp ý kiến của mình. Người này tuyệt đối không thích cuộc sống mơ mộng, phù du và ghét những kẻ hay thay đổi quan niệm sống, kẻ thường hứa rồi không bao giờ thực hiện. Đối với nam, sẽ có cá tính mạnh mẽ, suy nghĩ quyết đoán. Tuy ban đầu có ý định hơi nông cạn và nhầm lẫn, người này có tính trưởng giả, thích làm theo ý mình và thường không tiếp nhận những đóng góp từ người trong nhà. Nếu phận là con út, thì thường hay đảm nhiệm việc chăm lo mồ mả của tổ tiên. Đối với nữ, sẽ có cuộc đời khá vất vả, tính cách hơi khô khan nên họ thường rơi vào trạng thái chơ vơ, cô độc một mình. Tuy nhiên, nếu những người này chịu lắng nghe, góp ý từ những người xung quanh và biết thay đổi thì chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn, tâm trí bình ổn, để giải quyết công việc một cách suôn sẻ, cũng như trong đường tình duyên. Vận mệnh người thuộc can Mậu thổ, thiên can Mậu có cuộc sống khổ trước, sướng sau. Lúc còn trẻ tính cách ngang bướng bảo thủ, nên phải trải qua nhiều vất vả khổ cực,
thậm chí vượt đèo, lội suối để chứng tỏ được khả năng của mình. Về sau, khi bản tính đã cứng cỏi, có nhiều kinh nghiệm va vấp thì họ mới trưởng thành và vươn lên thành công. Những người thuộc mậu sẽ hưởng tài lộc và vận may từ sau 40 tuổi. Lúc này, họ đã khẳng định được địa vị cũng như biết cách làm giàu nhanh chóng, công việc thích hợp với bạn. Đó là khai thác mỏ, buôn bán đất, kỹ sư cầu đường. Gia chủ mang cho mình can mậu thổ là tượng trưng cho đất đai cằn cỗi, khô khan hoặc bức tường thành cứng cáp, bờ đê chống lại lũ lội. Nếu nhâm là nước lũ, thì mậu và nhâm có mối quan hệ tác động qua lại, hỗ trợ nhau. Vì vậy bắt tự chứa được cả hai yếu tố này, nhâm thủy vào mậu thổ thì bản mệnh của bạn sẽ rất tốt. Nếu mậu thổ là bờ đê gặp nhâm thủy là nước lũ thúc đẩy lên thì nó sẽ phát huy hết khả năng của mình để ngăn dòng nước. Còn không, một mình mậu thổ sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài một con đê hay nắm đất khô cằn. Cuối cùng, những người thuộc can mậu rất hay để tâm nhiều chuyện trong lòng. Họ khó bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Vì trong trạng thái lo âu nhiều nên bản mệnh rất dễ mắc bệnh. Do đó, gia chủ nên quan tâm đến sức khỏe, cần đi khám và kiểm tra thường xuyên, chú ý đến các bộ phận về răng miệng, ruột già, dạ dày, vân vân. Mậu Tuất sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 1958 đến mùng 7 tháng 2 năm 1959. Nó được kết hợp từ thiên can mậu là thổ dương và địa chi tuất là chó. Đối với nam, tính cách nam mạng này thường thật thà, ôn hòa, dễ làm quen và kết bạn. Chính vì thế họ luôn nhận được sự yêu thương từ mọi người xung quanh. Tuổi Mậu Tuất có số hưởng sung túc trong cuộc sống ngay từ nhỏ. Đường công danh, sự nghiệp vững vàng và ổn định vào thời trung vận. Đến hậu vận thì có của cải để dành, hoàn cảnh đầy đủ và không cần bận tâm quá nhiều đến tiền bạc. Trong hôn nhân, vợ chồng đều hòa thuận, yêu thương nhau, giúp đỡ cùng phát triển trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nam Mậu Tuất nếu sinh vào mùng 5, 7 và 11 âm lịch thì sẽ có 3 lần thay đổi lương duyên và hạnh phúc. Trải qua chuyện này 2 lần, nếu sinh vào tháng 1, 3, 4, 6 và 12 âm. Mặt khác, gia chủ được hưởng cuộc sống hạnh phúc nếu sinh vào tháng 2, 9 và 10 âm. Đối với nữ, nữ mạng này có tính cách khéo léo, siêng năng, chăm chỉ, đôi khi gặp một ít thất bại. Nhưng nhờ sự kiên trì nên vượt qua được, khẳng định bản thân. Khác với người nam, nữ thuộc bản mệnh này sẽ gặp nhiều chông gai, biến động trong cuộc sống từ thuở nhỏ. Điều này sẽ khắc phục vào thời trung vận và mãi đến hậu vận mới có quý nhân phù trợ gặp may mắn. Về giả những người này sẽ được cuộc sống đầy đủ, ấm no. Trong hôn nhân, người này chỉ ở mức trung bình, không có quá nhiều biến động trong cuộc sống. Gia chủ nữ tuổi này trải qua 3 lần hôn nhân, nếu sinh vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch, đường tình duyên phải thay đổi 2 lần. Nếu sinh vào tháng 4, 5, 8 và 11 âm, những người sinh vào tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm thì sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc, gia đình viên mãn, tuổi hợp và tuổi kỵ. Để công danh sự nghiệp luôn thuận lợi và đem lại nhiều tài lộc thì người tuổi Mậu Tuất nên hợp tác với các tuổi Kỷ Hợi, Quý Mão và Ất Tỵ. Trong hôn nhân, bạn có thể tham khảo các tuổi Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi. Để hưởng một cuộc sống ấm êm, hòa thuận, người tuổi Mậu Tuất cần tránh hai tuổi xung khắc là Tân Sửu và Quý Sửu nếu không muốn bất lợi trong làm ăn cũng như hôn nhân. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Mậu Tuất. Sinh năm 1958, người tuổi Mậu Tuất thường là những người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Con giáp này có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói.
họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt, nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Nữ giới tuổi Mậu Tuất thường có tính cách khá mạnh mẽ, không thích hợp với vai trò nội tướng trong gia đình. Nếu được sao Tốt tương trợ, họ sẽ được hưởng phúc đức tốt số và có thể sẽ được giàu sang. Nếu không được sao Tốt tương trợ, tuy họ có danh tiếng tốt nhưng thường không ổn định, nguyện vọng và kế hoạch đã định sẽ khó mà thực hiện được. Tính cách tử vi chọn đời tuổi Mậu Tuất. Sinh năm 1958, người tuổi Mậu Tuất tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Tuổi Mậu Tuất có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Khi tiếp xúc với người tuổi Mậu Tuất, ta thấy họ dễ gần, dễ mến, nhân hậu, lịch thiệp. Những người tuổi Mậu Tuất ham học, học nhiều mà không chuyên sâu. Khi suy nghĩ, đầu óc của họ thiếu tập trung, suy nghĩ lan man. Tuổi Mậu Tuất mong ước có cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Mậu Tuất muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Mậu Tuất thường rất chăm chỉ, riêng năng khéo léo, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực, can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra thì tuổi Mậu Tuất có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Sự nghiệp tuổi Mậu Tuất. Sinh năm 1958, mọi người luôn luôn có thể trông đợi ở người tuổi Mậu Tuất khi cần sự giúp đỡ, đặc biệt là khi điều đó có nghĩa là họ sẽ học hỏi được điều mới và sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho người cộng sự. Các nhà tuyển dụng xem họ như những nhân viên đánh giá, bởi vì họ là người đáng tin cậy, có trách nhiệm và có thể tin tưởng được. Họ vừa có thể làm được một nhà lãnh đạo tốt, vừa có thể là một nhân viên giỏi vì họ hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác. Người tuổi Mậu Tuất là người biết kiềm chế chính mình. Điều này khiến họ luôn đạt được thành công trong các công việc như cố vấn, nhà tâm lý hoặc mục sư. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Trong 12 con giáp, không một tuổi nào có được sự trung thành và đáng tin cậy như người tuổi Mậu Tuất. Đó là những người luôn đề cao chữ tín, tận tụy với nhiệm vụ được giao, và vì vậy họ được rất nhiều người tôn trọng, quý mến. Họ thường cư xử với mọi người rất đúng mực, sống chân thành hết mình vì bạn bè, đồng nghiệp. Sự cần cù và nỗ lực trong công việc của họ được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ rất thuận buồm, xuôi gió. Trong công việc, họ luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như tránh được sai sót không đáng có. Dù biết lắng nghe nhưng không ít người cười Mậu Tuất có tinh thần tự lập cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao. Chính vì vậy, họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng ý chí, sức lực và tài năng. Họ ít khi chịu chấp nhận phụ thuộc hay tụt hậu so với người khác. Ngoài ra, với lòng chính trực, tinh thần trượng nghĩa sẵn sàng đấu tranh với mọi bất công, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, họ có thể gánh vác những công việc khó khăn cho tập thể hay cộng đồng.
người tuổi Mậu Tuất thường được tôn trọng ở bất cứ chỗ làm nào. Nếu biết phát huy ưu điểm trên và không ngừng phấn đấu thì con đường sự nghiệp của họ sẽ luôn rộng mở. Tuy nhiên, cuộc sống của người Mậu Tuất không hề ổn định. Tuổi thơ trải qua nhiều nỗi buồn, tuổi thanh niên cũng có rắc rối và gặp phải nhiều khó khăn. Tuổi trung niên khá hơn một chút, nhưng bạn không hề có một chút rảnh rỗi bởi vì bạn có quá nhiều việc phải làm. Tuổi già có cuộc sống khá phẳng lặng, nhưng bạn vẫn cảm thấy không vui lắm bởi vì lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn có nhiều việc chưa làm xong, còn thường xuyên cảm thấy hối hận vì những việc đã qua. Tuy nhiên, do bạn rất chân thành với mọi người nên bạn bè thân thiết đối xử với bạn rất tốt. Đương nhiên, những người tuổi Mậu Tuất sinh vào ban ngày sống tương đối phẳng lặng và vui vẻ hơn, cũng dễ thỏa mãn với mọi điều hơn. Có thể môi trường đã quyết định một phần nhất định đến cuộc đời con người. Mặc dù không thể nói đường tài vận của bạn là thông suốt, nhưng do sự cần cù, nỗ lực nên bạn cũng có thể đạt được một số lượng tiền tài nhất định. Ngoài ra, trong làm ăn, khi hợp tác với người khác, phải thận trọng tốt nhất, không nên nóng vội, chi tiền phải cẩn thận, đừng vì sự tận tụy, trung thành của mình mà quên mất phòng bị. Bạn cần biết rằng, trên thương trường rất khó có bạn tốt. Người tuổi Mậu Tuất hiểu được giá trị đồng tiền nên tuyệt đối không coi nhẹ đồng tiền. Chính vì quan điểm này mà họ chấp nhận một cuộc sống khó khăn, gian khổ hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng bạn lại là con người sống vì tình cảm, có nghĩa khí nên thường bị kẻ thứ ba xen vào làm liên lụy đến mình, trong chốc lát có thể mất toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm. Vì thế, khi có người vay tiền thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho vay. Bạn không thích vay mượn tiền của người khác bởi vì bạn có lòng tự ái cao mà có xu hướng tự giải quyết một mình. Vì thế, nếu gặp thất bại mà không có cơ hội thì cần ghi nhớ là sẽ rất khó nhờ mọi người giúp đỡ. Tư tưởng trọng nghĩa khí, xem thường tiền bạc của phương Đông đã dần mất đi. Thêm vào đó, bạn phải hiểu là Thượng Đế chỉ giúp đỡ những người tự cứu mình. Vì thế, khi không giúp đỡ được cho người khác thì cũng đừng tự trách mình và cảm thấy không yên. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Giới tử vi hé lộ, cuộc đời vất vả. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, từ nay về già, hưởng lộc trời ban, phúc về, tiền về ngập nhà, phất lên giàu khỏe hết phần thiên hạ. Tiếp theo về tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Trong việc hôn nhân, nếu chọn những tuổi sau đây, cuộc đời sẽ trở nên vui tươi và dễ tạo nên cuộc sống xăng dầu. Đây là các tuổi Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi. Những tuổi kể trên rất hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả tài lộc, nên sẽ tạo được một cuộc sống xăng dầu phú quý như ý muốn. Nếu kết hôn với những người tuổi này, đời sống của bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn và Bính Ngọ. Những tuổi trên chỉ hợp với tuổi bạn về tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những người tuổi này, đời bạn sẽ gặp cảnh nghèo khổ triền miên. Đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Nhâm Dần và Bính Thân. Những tuổi trên không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và không hợp cả về đường tài lộc nên có thể phải sống một cuộc sống nhiều vất vả, khổ cực. Những năm này, bạn không nên kết hôn vì nếu kết hôn sẽ gặp phải cảnh xa vắng triền miên. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 16, 18, 28, 30, 36 và 40 tuổi. Nữ mạng sinh vào những tháng này có số nhờ chồng. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 4, 5, 7 và 8 âm lịch, vận mệnh tuổi Mậu Tuất theo giờ sinh, xem giờ sinh tuổi Tuất, người tuổi Tuất sinh giờ Ngọ, có chức, có quyền, uy danh lừng lẫy bốn phương, ở nhà được gia đình hậu thuẫn, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ, nên dễ đạt được thành công bền vững. Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ. Theo luận đoán tử vi, vì Tuất thổ khắc chế Tý thủy nên người tuổi Tuất sinh giờ Tý có số không hợp thời, cuộc sống nhiều thăng trầm,
trắc trở ra ngoài không được quý nhân phù trợ nên lập nghiệp khó khăn, mưu sự khó thành. Đa phần người sinh giờ này đều có số mệnh trôi nổi, phiêu dạt nay đây mai đó, nhưng nếu biết nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội và nhạy bén với những hoàn cảnh xung quanh để hành động sáng suốt thì cũng có được những thành công nhất định. Giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ. Cuộc đời của người tuổi Tuất sinh giờ Sửu cũng nhiều trắc trở và phiền muộn, khó tránh việc phá tài nhẹ. Tuy nhiên, người này có quý nhân là người khác giới trợ giúp nên đều tai qua nạn khỏi và cuộc sống khá yên ổn. Giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, người tuổi Tuất sinh giờ Dần có cuộc đời trắc trở, nhiều kẻ tiểu nhân quấy phá làm tổn hại đến sự nghiệp. Vì tin tưởng và nghe lời người khác một cách mù quáng nên trong đời vướng vào nhiều rắc rối hoặc tranh chấp, thị phi, nhẹ thì tốn tiền hao của, nặng thì thân bại danh liệt. Giờ Mão 5 đến 7 giờ, do Mão Mộc khắc chế Tuất Thổ nên người này dễ mắc bệnh tật, hao tiền tốn của, sự nghiệp cũng không có thành công nổi trội. Tuy nhiên được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên không gặp đại nạn, về cơ bản vẫn có cuộc sống khá bình yên. Vận mệnh người tuổi Mậu Tuất với tháng sinh, sinh tháng riêng, đầu xuân, có lộc về đường ăn uống nên không phải lo lắng về ăn uống, tướng mạo đôn hậu, cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên khi gặp chuyện gì phần lớn không biết giải quyết, có nhiều sai lầm khiến tinh thần mệt mỏi, chán nản, cần biết kiềm chế suy nghĩ để vững vàng tiến lên. Cần nhớ là tai họa từ miệng mình mà ra. Sinh tháng 2, tiết kinh chập, tốt bụng, gan dạ, dũng cảm. Tuy nhiên, đừng gieo gió nhiều không thì sẽ gặt bão. Là người khỏe mạnh, thích đi đây đi đó, hay làm bừa mà không hề sợ, coi thường người khác, không giống ai, cứng rắn quá dễ gặp khó khăn. Cần nhớ là không phải việc gì cũng phải tỏ thái độ cứng rắn, mạnh bạo. Sinh tháng 3, tiết thanh minh, giỏi giao thiệp, đam mê tiểu sắc, tính tình lập dị, tinh thần sảng khoái, tình yêu thuận lợi, ăn mặc không thiếu, tự do đi lại, đi đến đâu cũng xong, thông minh, chỉ làm việc có lợi, nên tự kiềm điểm một chút vì phong lưu quá sẽ gặp tai họa. Sinh tháng 4, tiết lập hạ, tuy không giàu nhưng cả đời ít gặp nguy hiểm, mọi chuyện đều ổn thỏa, tinh thần ổn định, cuộc sống thanh đạm, vô lo, vô nghĩ, hung cắt lẫn lộn, sống yên ổn, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nên nhớ là hết điều xấu sẽ đến điều tốt. Sinh tháng 5, tiết mang trùng, tan vỡ, ly biệt, gia cảnh phức tạp, phận mỏng ít phúc, có lúc còn gặp hạn nhỏ, hay mắc bệnh, nhưng ít liên quan đến đại sự. May mắn là hậu vận bình an, ung dung tự tại. Sinh tháng 6, tiết tiểu thử, nóng nực, tính tình kỳ dị, lúc hưng lúc bại, vui buồn cùng có. Tuy có chí hướng nhưng rất khó khăn khi vươn lên, cả đời phải chịu khó suy nghĩ, cầu lợi cho mình. Không làm việc bất chính thì có thể đủ ăn, đủ mặc. Sinh tháng 7, tiết lập thu, hậu vận thu về được, nhưng mưu sự tại người, thành sự tại thiên. Từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành nhận được không ít sự giúp đỡ chân tình của người khác. Tuổi trung niên, gia đình có thể tan vỡ, tuy cuối đời có của nhưng không xóa hết được đau buồn. Sinh tháng 8, tiết bạch lộ, tính cách thông minh, khéo ăn nói, địa vị quyền lực bấp bênh. Tuổi thanh niên gặp nhiều trở ngại nhưng không hại đến bản thân, cả đời không có hạn lớn, tính tình ổn định, tiêu chí có thể làm đại nghiệp, hậu vận may mắn, danh tiếng tiến xa, nhưng phúc lộc lại tỷ lệ nghịch với danh tiếng. Sinh tháng 9, tiết hàn lộ, tính tình cương nghị, quyết đoán hiếm có, sự nghiệp tốt, có uy lực, có thể rời non, lấp biển. Tuy nhiên, tính cách quá mạnh mẽ nên thường có sai lầm, mặc dù được kính trọng, nhưng khó dự đoán trước mọi việc. Sinh tháng 10, tiết lập đông, cuộc sống bấp bênh, danh lợi khó đạt, vất vả nhưng khó thành công. Như lúc mới vào đông, vừa qua nóng đã gặp lạnh, tốt bụng và trung thủy có nhiều đức tính tốt khác. Mặc dù có một thời khấm khá nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn, cuộc sống không đủ. Lúc này cần bình tĩnh để tránh được bệnh tật. Sinh tháng 11, tiết đại tuyết, tuyết rơi gió lạnh,
cả đời sợ lạnh, sống vất vả, gian khổ, làm việc khó thành, cuộc sống không ổn định, thành bại được mất nhiều, buồn khổ, chán nản. May mắn là có quý nhân phù trợ nên một đời bình an, cố gắng tiến lên, bỏ bớt đau buồn. Sinh tháng 12, tiết tiểu hàn, ăn uống no đủ, giữ được tiền, nghiêm khắc với bản thân, được lộc ăn nhàn, gia đình thịnh vượng, phúc thọ trường tồn, công thành danh toại, mọi việc tốt đẹp, nhưng tính tình yếu đuối phải mạnh mẽ hơn. Thưa mệnh chủ Mậu Tuất thân mến, qua mỗi video Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý bản mệnh những điều tốt lành nhất, và những gì Tử Vi tiết lộ hôm nay có thể giúp bản mệnh có cuộc sống tốt hơn. Bản mệnh cũng đừng quên nghe theo lời dạy của Phật và cổ nhân nhắc nhở rằng, chỉ cần có năm tính cách này, tiền sẽ tự tới, không phải tốn công đi tìm kiếm. Cổ nhân nói về tính cách thu hút tiền bạc, nếu bạn còn thiếu điều gì thì hãy bổ sung ngay vào danh sách cần có của mình để sớm trở nên giàu có, sung túc nhé. Vì tiền mà nhiều người phải xa quê đi làm thuê, thậm chí phải bỏ cả con cái ở nhà để mưu sinh. Thế nhưng không phải ai cũng có thể kiếm được tiền, kiếm được rồi lại không biết cách giữ, chứ chưa nói gì đến việc có cuộc sống giàu có, sung túc. Tuy nhiên, theo những gì cổ nhân nói về tính cách thu hút tiền bạc, sau đây bạn sẽ hiểu ra rằng bạn chạy theo tiền không phải là cách duy nhất để có tiền. 1. Đạo đức sẽ giữ được tiền. Cổ nhân có câu, của cải không gõ cửa ngôi nhà bẩn, phúc khí không đến với người dơ giấy. Nếu bạn có cái tâm xấu, làm giàu bằng những mưu mô, thủ đoạn hiểm độc, sẵn sàng vì mình mà hại người thì chẳng bao giờ có thể giàu lâu. Thế nên nếu hiện tại bạn cứ tiết kiệm được đồng nào nhưng lại phải chi tiêu hết cho một việc lớn gì đó ngay sau đó, thì có thể bạn cũng đã hoặc đang vi phạm một quy chuẩn đạo đức nào đó. Nói tới chuyện làm giàu, chúng ta hay nghĩ rằng phải gian dối, gạt người. Thế nhưng nhiều câu chuyện cuộc đời của họ đã chỉ ra rằng, giàu kiểu gian thương vô đạo đức sẽ có nhanh chóng lụi tàn, người không có phẩm chất không thể đứng vững lòng. Họ không trong sạch và của cải của họ không thể tích lũy được. Thực ra, sống đạo đức mới chính là giấy thông hành tốt nhất của một người. Những người làm ăn chăm chỉ, có tầm nhìn, lại có đạo đức thì khó giàu nhanh. Thế nhưng họ đi từng bước phát triển từng chút một, có phước đức nên có nền móng vững chắc, tạo ra sự hưng thịnh lâu dài. Một lòng tốt đáng giá hơn cả 1.000 sự khôn ngoan. Người có phẩm chất tốt thì thành công với họ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nên, cổ nhân mới khuyên chúng ta cứ an tĩnh tu dưỡng bản thân tốt thì giàu có sẽ tự nhiên đến. Ngược lại, những kẻ làm ăn thiếu đạo đức thì không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện ra và không ai dám hợp tác cùng với họ. Khi mất uy tín, tài lộc cũng sẽ dần rời xa. Kinh dịch có nói, đức bất phối vị tất hữu tai ương, nghĩa là đức không tương xứng thì tất sẽ gặp tai họa. Thế nên, không đủ đạo đức thì hiện tại có đang kiếm được nhiều bao nhiêu, cuối cùng lại dễ gặp họa, không những không kiểm soát được của cải mà còn bị mất sạch. Những người có cuộc sống thịnh vượng lâu dài, thậm chí hưng thịnh nhiều đời đều là những người có đạo đức cao đẹp. Mọi thứ trên đời sẽ vận hành theo quy luật rằng, người tốt thì trời Phật và người đều thương. Nên những người giữ được điều đó ắt sẽ giàu có, tiền sẽ tìm tới. 2. Luôn ổn định cảm xúc. Một người không quản nổi cảm xúc của mình, cứ hễ có chuyện không vừa ý là nổi nóng, tức giận thì thần tài cũng hoảng sợ mà tránh xa. Sự nóng giận của con người càng nhiều thì phước báo cũng nhanh mất đi. Người xưa đã căn dặn rằng, nóng giận chính là hành vi hao tổn âm đức rất nặng. Một khi tâm sân hận, tức giận nổi lên thì chẳng thể nào mà tự kiềm chế được nữa. Như vậy, bao nhiêu công đức làm việc thiện cũng đi hết. Ở bất cứ nơi đâu, những người nhẹ nhàng, tinh tế ngoài việc được lòng người xung quanh còn khiến công việc hiệu quả hơn. Những người ổn định về cảm xúc, có mức năng lượng cao và họ có khả năng đối xử tốt với mọi người và mọi thứ xung quanh một cách bình tĩnh khéo léo. Cổ nhân nói, đại nhân thì đại lượng, cảm xúc của bạn tiềm ẩn khí chất và nhân phẩm của bạn. Nếu một người trong hoàn cảnh không như ý mà vẫn bao dung cho người khác, giữ được hài hòa trong cảm xúc của mình thì quả đó là người đáng nể.
Napoleon từng nói, người có thể kiểm soát tốt được cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn cả việc đánh bại một thành trì. Thực ra, những người ổn định cảm xúc sẽ giúp người khác có cảm giác an tâm để giao phó nhiệm vụ. Nhờ đó, họ cũng hút nhiều cơ hội đến với mình, kiếm được tiền cũng thuận lợi hơn so với những người khác. 3. Luôn học hỏi nâng cao tầm nhìn. Mỗi một người có một góc nhìn về cuộc sống khác nhau và chỉ khi có chân trời càng rộng, tầm nhìn càng rộng thì những gì trong mắt bạn sẽ càng phong phú, đầy đủ hơn. Ngược lại, tầm nhìn càng hẹp thì mọi thứ càng thu hẹp trước mắt họ. Chúng ta không thể nhìn thấy cảnh vật ngoài tầm nhìn, người ta cũng chẳng thể kiếm tiền ngoài phạm vi nhận thức của mình. Thế nên, cổ nhân nói về tính cách thu hút tiền bạc đó là phải không ngừng học hỏi, thường xuyên tìm cách cải thiện tầm nhìn của mình. Chăm chỉ là điều tốt, nhưng nếu không có đủ tầm nhìn sẽ khó mà vượt ra ngoài giới hạn của bản thân. Vậy nên, để thu hút tiền bạc về mình nhiều hơn, nhất định phải không ngừng mở rộng kiến thức. Đáng tiếc nhất là những người thông minh nhưng lại thường tỏ ra cao ngạo đắc thắng. Bảo thủ không chịu mở rộng kiến thức, không tiếp thu học hỏi thì mãi chỉ dừng lại ở vị trí cũ, tự bó hẹp lại bản thân mình. Trong khi đó, cuộc sống luôn vận động, không ngừng thay đổi mỗi ngày. Hãy không ngừng nâng cao kiến thức của bản thân, khiêm tốn học hỏi, chấp nhận sự khác biệt và mở rộng tầm nhìn của mình. Đó có thể là đọc sách, tham gia các lớp học trực tiếp hoặc trực tuyến. Chỉ cần đảm bảo việc tự đầu tư của bạn phù hợp với lĩnh vực kiếm tiền, mang lại lợi ích cho nhiều người thì chắc chắn tương lai của bạn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Ngoài ra, hãy nghĩ về việc tăng giá trị cho bất cứ điều gì bạn đang làm. Hãy tự hỏi bản thân làm thế nào để giúp công ty, khách hàng hoặc sếp của bạn thành công. Đó là cách bạn mang lại giá trị cho họ và thu hút tiền bạc về cho mình. 4. Luôn kiên trì, chịu khó. Có một câu nói trong cuốn sách Ngôn Liên viết rằng, nếu bạn đi bộ hàng ngày, bạn sẽ không sợ ngàn dặm. Nếu bạn đi bộ thường xuyên, bạn sẽ không sợ ngàn thứ. Tất cả chúng ta đều sợ thất bại và bị từ chối. Nhưng bạn không thể cách ly bản thân khỏi những điều đó. Chỉ có bản thân cứ tiếp tục làm, hành động không ngừng sửa sai thì mới mong những cánh cửa, cơ hội mới tiếp tục mở ra. Dù bạn đang trong hoàn cảnh nào thì siêng năng chăm chỉ, kiên trì là điều đảm bảo đầu tiên cho sự thành công của chính bạn. Nếu một người có tham vọng nhưng lại lười biếng, lơ là thì dù có tài năng đến đâu cũng sẽ chẳng có chút thành quả đáng kể nào cả. Biết rằng vì sao người giàu đề cao thói quen kỷ luật, chúng ta sẽ biết rằng chỉ có kỷ luật theo đuổi mục tiêu tới cùng mới hy vọng có ngày thành công. Chúng ta hay thường thấy những cảnh người giàu hưởng cuộc sống sung sướng, nhưng thực ra đó chỉ là ở hiện tại. Ít ai chịu tìm hiểu rằng quá khứ họ đã trải qua giai đoạn làm lụng vất vả và hao tâm tổn sức mới tới ngày hưởng thành quả như lúc này. Nếu bản thân có rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì hãy có một cái nhìn tích cực, nhìn vào mặt sáng của vấn đề. Thay vì chăm chăm vào điểm tiêu cực, với thái độ sống tích cực, bạn sẽ thu hút được những người tốt hơn để kết giao và những người tốt hơn sẽ giúp bạn trên hành trình kiếm tiền dồi dào. 5. Luôn biết chia sẻ những gì bạn có. Thế giới này chỉ có thể vận hành một cách tốt đẹp hơn khi chúng ta biết chung sức, chung lòng, có tinh thần lá lành đùm lá rách. Ngược lại, ai cũng ích kỷ chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình thì cuộc sống quá tẻ nhạt, héo hon, không còn ý nghĩa sống nữa. Thậm chí việc chia sẻ, biết giúp đỡ người khác còn giúp thế giới của chúng ta ngày một giàu có, sung túc hơn. Thế nên, nếu bạn chưa có thói quen chia sẻ những gì mình có thì nên bắt đầu ngay bây giờ, vì đó là bí quyết để có được cảm giác thịnh vượng. Cho đi là một trong những lời khẳng định về sự giàu có mạnh mẽ. Đó là bí quyết của hầu hết những người giàu có bền vững. Thế nhưng, hầu hết chúng ta lại nghĩ rằng cứ bò bò giữ cho mình ngắm số tài khoản trong ngân hàng tăng lên mỗi ngày mới là làm giàu. Không những thế, việc giúp người khác chính là cơ hội tốt cho mình chứ không phải ai khác. Thế nên, đừng kể lể rằng mình đã tốt thế nào. Tuy giúp đỡ người nhưng chớ kể công là một việc rất khó, vì ai mà chẳng cảm thấy tự hào khi mình làm được điều tốt.
Thế nhưng bạn càng được khen ngợi thì có vẻ như phước lành nó cũng tan biến mất. Do đó, nên thận trọng. Đôi khi việc chia sẻ, giúp đỡ mọi người không chỉ là tiền bạc mà nó có thể đơn giản là nở một nụ cười trên môi, chia sẻ nó với cả thế giới này, làm việc tốt cho hàng xóm, bạn bè, trẻ em, người lớn tuổi xung quanh mình. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Giới Tử Vi hé lộ, cuộc đời vất vả, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, từ nay về già, hưởng lộc trời ban, phúc về, tiền về ngập nhà, phất lên giàu khỏe hết phần thiên hạ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.